Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Minh Hùng Review. Nếu như ta đang tầm giá loanh quanh khoảng tầm là hơn 2 củ khoai, anh em đang tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại có thời lượng pin sử dụng phải gọi là trâu nhất và phục vụ cho những cái nhu cầu, ví dụ như là cần một chiếc điện thoại để dùng lâu dài, cần một chiếc điện thoại pin trâu để dành cho phụ huynh, hay cần một chiếc điện thoại pin trâu để có thể là kiếm tiền thăm ngàn bằng cách là chạy Grab, xe ôm công nghệ hoặc những cái dịch vụ ship liên quan đó, thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một con điện thoại trong tầm giá hơn 2 củ khoai. Và mình nghĩ rằng là trong tầm giá này thì đây chính là chiếc điện thoại pin trâu vô đối nhất. Đây là con Tecno Povanel. Trước đây thì nó được bán với mức giá khoảng tầm là hơn 3 củ cơ, nhưng mà đợt này đang được sale tại cửa hàng Sevonet với một mức giá mình nghĩ rằng là cực kỳ thơm. Nên anh em nào mà quan tâm thì có thể là click vào đường link ở phần mô tả video đến với cửa hàng của Sevonet để có thể là mua ngay con máy này nhá. Rồi, và con này thì pin trâu nó như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá về em Tecno Povanel này luôn. Ok. Nói về pin đi thì như các bạn đã biết ấy, em Tecno Povanel này có một cái viên pin phải gọi là trâu quá khủng khiếp luôn. Trong tầm giá hơn 2 triệu các bạn sẽ có một chiếc máy pin trâu 6000 mAh. Như vậy là hơn rất nhiều so với đối thủ trong tầm giá. Thường thì chỉ được trang bị viên pin 3000 mấy mAh hoặc căng lắm là 4000 mấy, mà máy trong tầm này mà kiếm được máy 5000 mAh thì cũng phải gọi là trâu khủng khiếp rồi đúng không? Nhưng mà em này pin 6000 mAh và chưa dừng lại tại đó. Như các bạn đã thấy này, trong tầm giá khoảng tầm là 3 triệu loanh quanh, trên 3 triệu dưới 3 triệu. Rất ít những dòng điện thoại có sạc nhanh, nhưng mà em này có sạc nhanh khoảng tầm là 18W luôn. Nên là với cái điểm cộng về phần pin chính là cái điểm cộng cực kỳ lớn khi mà mình review và đánh giá về em Tecno Povanel này. Trước khi mà đánh giá về thời gian sử dụng pin chi tiết ấy, thì mình cũng xin nói qua một chút về cái thời gian sạc pin của em này. Thì với viên pin 6000 mAh và sạc nhanh 18W ấy, thì mình thực sự không quá ấn tượng về cái thời gian sạc của em nó. Ở chiếc máy này thì sẽ có một cái thời gian sạc pin loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 2 tiếng rưỡi cho đến là gần 3 tiếng thì các bạn mới sạc đầy được viên pin 6000 này. Nói chung thì với cái mức sạc như vậy, thời gian sạc như vậy thì nó cũng sẽ là phù hợp với công nghệ sạc nhanh 18W cùng nhờ là viên pin 6000 mAh. Đến với cái phần test pin ấy thì mình muốn test pin ở hai điều kiện, đó chính là chúng ta sử dụng bình thường bằng cách là sử dụng với những ứng dụng như là Facebook, YouTube, TikTok, rồi là sử dụng với những cái ứng dụng mạng xã hội bình thường các bạn sử dụng. Thì mình để điều kiện test đó chính là độ sáng 100%, loa thì mình bật ở 80%, lâu lâu để xem TikTok hoặc là xem video hài hước ở trên Facebook này nọ. Và trong điều kiện này thì mình sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi. Thì với cái điều kiện test này thì mình thấy rằng là một tiếng đồng hồ em Tecno Povanel này nó chỉ tụt đâu đó khoảng tầm là 8-9% pin mà thôi. Như vậy là với 100% pin thì các bạn có thể dùng liên tục được đâu đó khoảng tầm là 12 tiếng. Đó, 12 tiếng các bạn sử dụng Facebook, Zalo, TikTok các kiểu thì mình thấy rằng là đây là một cái dung lượng pin nó quá trâu rồi. Nếu các bạn mua chiếc máy này để test với cái phần là gaming ấy, thì với chiếc Tecno Povanel khi mà mình test ở tựa game đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, mình test cả hai tựa game này trong khoảng 1 tiếng. Thì ở điều kiện test tương tự như là cái sử dụng ứng dụng bình thường ấy, thì mình sẽ để nó độ sáng 100%, loa 80% và cũng như là Wi-Fi. Khi mà mình test trong khoảng 1 tiếng thì nó chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 11-13% thôi. Tức là sẽ tùy là các lần test khác nhau thì con số nó sẽ dao động khoảng tầm là 7 tiếng mình chơi game liên tục các bạn ạ. Nói chung là với tổng thời gian chơi game liên tục rơi vào khoảng tầm 7 tiếng thì gần như đây cũng là một trong những con máy mà có một cái dung lượng pin khi mà chúng ta sử dụng với tác vụ nặng chơi game quá ngon rồi. Tại vì căn bản trước đây khi mà mình review những chiếc máy 5000 mAh nếu mà để chơi game thì nó cũng dao động khoảng tầm là 5 tiếng. Con này 6000 mAh mà nó lên đến khoảng thời gian là khoảng tầm 7 tiếng thì đây là một cái điểm cộng rất là lớn. Và nếu như chúng ta sử dụng đa tác vụ xen lẫn giữa cái việc là sử dụng hàng ngày và chơi game cũng như là giải trí ấy, thì với con Tecno Povanel này thì nó có thể là sử dụng tốt. Thời gian off stream liên tục của nó rơi khoảng tầm là 9-10 tiếng, thì mình thấy rằng là với cái khoảng thời gian off stream như vậy thì nó quá đủ để chúng ta có thể sử dụng nó trong một ngày dài. Nếu các bạn đang cần cho mình một chiếc máy gọi là thời lượng pin trâu, sử dụng lâu dài và đặc biệt là sử dụng nó liên tục, bật màn hình liên tục để sử dụng những cái app như là chạy Gojek này, chạy Grab này, vân vân, thì em này nó là cực kỳ hợp lý. Và gần như trong tầm giá này các bạn sẽ không thể nào mà kiếm được một chiếc điện thoại nào có dung lượng pin 6000 và có tổng thời gian sử dụng pin
trâu được như em này các bạn ạ. Và mình cũng có test luôn cái việc là để chiếc máy này qua đêm để xem là nó tụt bao nhiêu phần trăm pin. Thì khi mà mình để khoảng tầm là 9 giờ tối cho đến là sáng ấy, thì em này tụt khoảng tầm 2% pin. Như vậy là với cái thời gian tụt pin, thời gian chờ của em này nó không phải quá ăn pin các bạn ạ. Thường với một số con máy để từ tối nhá đến sáng nó mất 50% là chuyện bình thường. Có chăng là do chiếc máy này nó không có cái on way on display nên là nó chẳng ăn bao nhiêu điện cả. Như vậy là về phần pin thì như các bạn đã biết ấy, là con này nó có một cái viên pin rất trâu. Còn đến với phần hiệu năng thì sao? Anh em mua điện thoại chơi game có nên mua chiếc máy này không? Thì mình xin nói thẳng các bạn luôn là không. Chiếc máy này sẽ được trang bị con chip đó chính là Helio G25. Đây là một con chip mà dựa trên tiến trình là 12 nanomet. Nó sẽ có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản thấp nhất. Nói chung thì RAM ROM này khá là đủ, 4GB mà tầm giá hơn 2 triệu, 64GB mà tầm giá hơn 2 triệu là quá ngon rồi đúng không? Rất đủ để chúng ta có thể là chạy đa nhiệm một vài ứng dụng cũng như là lưu trữ game, app các kiểu. Đó. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đây, đó là con chip Helio G25. Trong quá trình mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rằng là những tác vụ thông thường, ví dụ như là đọc báo này, lướt Facebook này, YouTube này, TikTok thì máy vẫn có thể phục vụ phản hồi tương đối ổn. Nhưng mà có một đôi chút khực nhẹ khi mà mình táp qua hoặc là mình thoát ra khỏi cái app ấy thì nó vẫn có một cái tí gọi là giật lag hơi nhẹ một xíu. Còn nếu như các bạn chơi game ấy thì đây mới chính là cái điểm yếu chí mạng của em này. PUBG Mobile thì các bạn chỉ có thể setting được cấu hình thấp nhất, nói chung là có thể chơi được và chơi ở mức là chống cháy thôi. Anh em nào mà chơi game PUBG trên con máy này thì phải gọi là cay cú thật sự luôn vì combat không nổi. Còn từ game tốc chiến anh em bật được 60 FPS, nhưng FPS thường nó chỉ dao động khoảng tầm là 40 đến là 50. Như vậy là tình trạng drop FPS của nó rất là nhiều. Nên là anh em nào muốn chơi game mượt thì chúng ta nên setting ở mức là 30 cho nó đều FPS và chơi game mượt hơn nhá. Còn về cái mặt nhiệt độ thì thực sự máy này nó không hề quá nóng. Mình cũng không hiểu tại sao là con Tecno Pova Neo này nó gần như nó chẳng phát ra một tí nhiệt độ nào bên ngoài cả. Thì như các máy ảnh nhiệt các bạn thấy rằng là con Tecno Pova Neo này nhiệt độ của nó rất mát ở cả cái phần mặt trước và phần mặt sau. Nói chung á là về phần hiệu năng thì mình thấy rằng là con Tecno Pova Neo nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà đang cần một chiếc máy có một cái hiệu năng ổn, sử dụng những ứng dụng hàng ngày mượt và đặc biệt là đủ để chúng ta có thể chạy đa nhiệm một vài ứng dụng, lưu trữ hình ảnh data ở mức khá thì con này ổn áp rồi, còn chơi game thì no, không nhá. Ok, còn nói đến phần thiết kế ấy, thì mình thấy rằng là thiết kế của em Tecno Pova Neo này nó cũng ở cái mức ổn trong tầm giá 2 triệu. Hoàn thiện thì đương nhiên sẽ được làm từ chất liệu là nhựa. Mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng nhựa nhám và nó sẽ có họa tiết vân carbon nên là nhìn cũng khá là sang, xịn mịn. Và đặc biệt là con này không hề bám dấu mồ hôi, dấu vân tay nên là đây là một trong những điểm mình rất là thích. Và với cái bề mặt lưng nhựa nhám này, đó, khi mà chúng ta để trên mặt bàn và chúng ta chà như thế này thì nó rất ít để lại những cái vết trầy xước. Còn trong khi đó nếu các bạn lựa chọn những chiếc máy có mặt lưng nhựa bóng nhá, dùng một thời gian thôi, thậm chí là không có chà như mình vừa nãy đâu, mà các bạn chỉ đeo ốp thôi, nó cũng đã có những cái vết trầy xước rồi. Ngoài ra thì các bạn thấy rằng là cục camera của em Tecno Pova Neo này nó cũng ổn với camera kép ở phần mặt sau, camera chính 13 chấm và camera selfie của nó sẽ là 8 chấm. Nói chung á là về cái cục camera thiết kế thì mình thấy rằng là cũng đẹp, cũng hầm hố. Nhưng nói về chất lượng của cục camera này thì mình thấy rằng là nó cũng ở cái mức gọi là có thể chụp hình được, còn chất lượng thì hơi xấu. Ngoài ra em này còn có một cái điểm cộng là có cả vía vân tay ở phần mặt sau. Như vậy thì mở khóa nó cũng ngon hơn là so với mấy con 2-3 củ, 3-4 củ mà không có cả vía vân tay. Về cảm giác cầm nắm ấy thì em Tecno Pova Neo này tuy là nó có một kích thước lớn nhưng mà cảm giác cầm nắm của nó cũng ở cái mức ổn các bạn ạ. Tại vì căn bản em này thiết kế theo cái dạng bo tròn công thái học nên là khi mà chúng ta cầm vào tay thì cảm giác rất là chắc tay và thoải mái, không gây cảm giác cấn như là một vài em điện thoại giá rẻ mà làm thiết kế giống kiểu iPhone. Và em này thì do có viên pin tận là 6000 mAh nên là cái trọng lượng của nó cũng sẽ là hơi đầm, nên là các bạn cầm nắm thì cảm giác là chắc chắn hơn so với một con máy mà có trọng lượng nhẹ trong cái tầm giá và có một cái viên pin nó yếu sinh lý hơn. Còn nói đến cái phần màn hình to chính là một trong những cái điểm cộng cực kỳ lớn trên em Tecno Pova Neo này. Em này sẽ có màn hình IPS 6.8 inch, độ phân giải của nó sẽ là HD+. Theo cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái màn hình của chiếc máy này nó đem lại chất lượng tương đối ổn trong tầm giá, màu sắc thì cũng ổn này, không quá nhợt nhạt mặc dù đã có hiện tượng răng cưa, tại vì căn bản là kích thước con này lớn 6.8 inch mà chỉ có HD cộng thôi thì chắc chắn là xe răng cưa rồi. Nếu các bạn mà cần một cái màn hình tần số quét cao hơn hoặc là chúng ta cần một cái khả năng hiển thị tốt hơn thì các bạn nên update lên tầm trong tầm giá khoảng tầm là 3.5 triệu đến 4 triệu thì nó sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn tốt hơn nhá. Và trong tầm này mà nếu các bạn vẫn muốn có một cái màn hình có khả năng hiển thị tốt thì nên mua những dòng flagship hàng qua sử dụng. Rồi, em này thì cũng chỉ có đó chính là tần số quét 60Hz và có một cái điểm hơi pha ke, đó chính là em này có ghi ở phía sau cái phần vỏ hộp đó là 120Hz, nhưng mà 120Hz của em này thì chỉ là 120Hz
tần số chạm này các bạn gần như chẳng có tác dụng gì. Và có một cái điểm cộng nữa cho anh em Technopova Neo mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn là em này đầy đủ phụ kiện luôn. Không hiểu kiểu gì một cái thương hiệu bán điện thoại có 2,5 củ mà ốp lưng có này, cáp sạc có này, củ sạc có này, rồi tai nghe có luôn này. Quá đỉnh luôn. Ok, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một chiếc điện thoại trong tầm giá 2,5 triệu. Các bạn có một chiếc máy có thiết kế ổn áp, có một cái màn hình rất lớn kích thước đó là 6,8 inch HD. Các bạn sẽ có một hiệu năng đủ để chúng ta có thể là dùng một cái viên pin siêu trâu. Bạn nào tập trung mạnh vào yếu tố là pin trâu thì em này quá xứng đáng luôn. Nếu các bạn nào quan tâm về cái sản phẩm này và cảm thấy hợp lý để mua nó thì có thể là tham khảo ngay tại đường link phần mô tả video đến với cửa hàng của 7S nhé. Còn bây giờ thì xin chào.